Kỳ duyên, Minh Triệu và Hành Trình luôn luôn có nhau, khoe loạt khoảnh khắc tình bể bình khi cùng đón năm mới ở trời Tây. Hơn 5 năm bên nhau từng bao lần cãi vã, mâu thuẫn nhưng chưa từng muốn rời xa. Đến thời điểm này thì Duyên và Triệu đã đồng hành với nhau được hơn 5 năm rồi. Thì cái điều đó là cái điều mà Duyên và Triệu cảm thấy rằng là tới thời điểm này mình đồng hành với nhau là một cái điều mà hai đứa luôn tự nhủ với nhau là mình đã thực sự đúng đắn. Ra mắt cả hai gia đình hết rồi, thoải mái chuyển trạng thái vụng trộm không thèm giấu. Kỳ Duyên và Minh Triệu là một trong những cặp đôi nữ đông pha nhất trên mạng xã hội vì sự đáng yêu và tình cảm chân quý mà cả hai dành cho nhau. Hai cô gái đã luôn có nhau suốt hơn 5 năm qua dù họ không phải luôn hợp nhau. Suốt những ngày cuối năm 2023, fan đã được ăn đường ngập mặt của cặp đôi đáng yêu Kỳ Duyên, Minh Triệu. Hai cô gái đã có chuyến du lịch qua các nước châu Âu như Pháp, Áo, Hungary và đón năm mới ở trời Tây. Cả hai đã đăng ảnh khoe những khoảnh khắc vô cùng tình cảm, nào là ảnh đôi, những cái nắm tay thật chặt, nụ cười ngọt ngào dành cho nhau. Kỳ Duyên còn bày tỏ trên Instagram của mình rằng ngày này năm nào cũng là ngày đặc biệt với Triệu, còn với Gấu thì ngày nào cũng là ngày đặc biệt, một lần nữa khẳng định họ chính là một couple lý tưởng. Với những lời nói kia, nếu họ không phải là một đôi thì chắc không còn cặp đôi nào real nữa đâu. Kỳ Duyên và Minh Triệu đã có 5 năm đồng hành cùng nhau, cả hai thường xuyên xuất hiện cạnh nhau tại các sự kiện giải trí, đời thường hay thậm chí là lên show làm mentor cũng không tách rời. Sự gắn bó của cả hai ban đầu cũng khiến cư dân mạng đặt rất nhiều câu hỏi nghi vấn nhưng họ chưa từng lên tiếng giải thích, họ chỉ đồng hành cùng nhau mà thôi, công chúng muốn nghĩ thế nào cũng được. Kỳ Duyên từng cho biết cô khó định nghĩa mối quan hệ của họ hiện tại bởi có đầy đủ tình cảm chị em, thầy trò, đồng nghiệp, tri kỷ, người trong gia đình. Để giữ gìn, phát triển mối quan hệ, Kỳ Duyên, Minh Triệu sẵn sàng chấp nhận tính cách trái ngược của người kia. Họ từng có mâu thuẫn, cãi nhau đến mức không nhìn mặt, cả hai đều cá tính và có quan điểm khác nhau nhưng sau tất cả lại họ lại thấy cần có nhau, cùng hỗ trợ để vượt qua thử thách, khó khăn và cứ vậy họ song hành cùng nhau trong mọi thời điểm của cuộc sống. Còn Minh Triệu lại cho hay thời gian đầu khi mới quen biết, Kỳ Duyên luôn có suy nghĩ không mấy tích cực và chính Minh Triệu đã kiên nhẫn ở bên và giúp cho nàng hậu trở nên lạc quan và vui vẻ hơn. Sự thay đổi của Kỳ Duyên chính là niềm tự hào của Minh Triệu. Cư dân mạng cũng nhận ra Kỳ Duyên ngày càng cởi mở và có thần thái hơn, phải nói rằng Minh Triệu chăm sóc cô bạn của mình rất giỏi. Tuy trước đó âm thầm là nhiều nhưng qua mốc 5 năm thì cả hai cô gái đều mạnh dạn hơn thì phải. Kể từ khi cùng tham gia làm huấn luyện viên The Face thì cặp đôi này cũng ngày càng cởi mở hơn. Họ thường xuyên khoe ảnh đi du lịch cùng nhau, những dịp quan trọng là đều dành cho nhau từ quà tặng tới thời gian. Dịp Tết Nguyên đán năm 2023 vừa qua, Minh Triệu còn ra Hà Nội gặp mặt gia đình Kỳ Duyên rồi đấy. Sau đó thì nàng hậu xứ Bắc cũng về quê Minh Triệu ở Phú Yên. Từng có khoảng thời gian hồi đầu tháng 9 năm ngoái, trên mạng lại râm ran cặp đôi này giãn nứt khi cả hai đều rời khỏi nhóm trò chuyện với người hâm mộ. Kỳ Duyên còn bày tỏ mình đang gặp áp lực nên đã tới phòng gym luyện tập. Khi đó, fan đã lo sốt vó, liên tục dò hỏi phải chăng hai người giận nhau. Nhưng nỗi lo ấy chẳng kéo dài bao lâu vì ngay sau đó Kỳ Duyên lại đăng clip vui vẻ có Minh Triệu trong đó. Đúng như Kỳ Duyên từng nói, cá nhân tôi nghĩ mình sẽ không nói quá nhiều về điều này bởi lẽ mỗi khán giả đã có sự nhận định của riêng họ. Thế nên ngoài công việc tôi sẽ không chia sẻ về đời tư và các mối quan hệ cá nhân. Cô không công khai bằng lời nói nhưng lại dùng cách khác để chứng minh mình và Minh Triệu là một đôi. Khán giả cũng chẳng yêu cầu cả hai phải xác nhận gì cả, cứ như thế này thôi để họ còn được thoải mái soi hình, ngắm hình ảnh, clip đáng yêu của hai cô gái xinh đẹp và trầm trồ cảm thán phụ nữ đẹp nhất khi thuộc về nhau nữa đấy.